Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình đang ngồi trong xe di ra khỏi nhà. Bạn thấy không? Từ trong gara cắm hai cái thùng rác. Nóng quá các bạn. Mình đi đi mua cái chăm bị thôi, cái đồ con nít nó nhảy á, bỏ cho trong người nó nhảy cả tưng cả tưng cả tưng. Và vợ mình bé order trên Facebook, bé hẹn giờ đi lấy, phải đi lấy. Mới bỏ cái địa chỉ, gọi địa chỉ lên chạy. Thì ở bên này đó các bạn, mua đồ trên Facebook, chợ Facebook, Facebook Market. Mua xong rồi đi tới lấy. Hồi xưa kia cái nhà mình mới về đó, mình mới về mình mua cái nhà mình á, cái hàng rào ở nhà mình chưa có, nó có mà nó sập rồi, nó bỏ ở đâu rồi, cho nên nhà mình trống trơn. Sau đó mình mới cũng lên trên Facebook tìm thì ra sườn ngồi xanh ở bình á, thì mua cái hàng rào cũ của người ta, cái hàng second hand đó. Mình về là mình đào lỗ trồng trụ rồi mình tự mình làm, mình gắn vô. Rồi bây giờ về thì mình đi dặn cái này vô. Thì các bạn cũng biết rồi, ở bên này đó, mua những cái thứ này nè là mình về mình tự ráp hết các bạn. Ngay cả đồ mới cũng vậy. Thì những cái này nó cũng không có nhiều tiền lắm, nhưng mà mình mua là cái này là 20 đô. Nhưng mà này có con ốc. Đối với người di dân, mình mua lại một người Turkey, người Thổ Nhĩ Kỳ. Thì hầu như đối với mình thấy người di dân ở bên này thì họ hay tiết kiệm, thế là cũng giống như những người khác như mình vậy thôi. Họ không có khoáng như những người Úc lâu năm, nên những khu nhà giàu rồi đó, những khi họ bỏ họ cho, họ để trước nhà để cho người khác lấy. Còn đối với những người di dân mà họ cảm thấy được thì họ bán lại cho các bạn. Họ mua bao nhiêu họ xài còn mới, con của họ nó nhanh lớn quá rồi đó, họ thấy còn mới được họ bán lại, họ đăng lên trên Facebook, có người đăng trên Gumtree đủ thứ. Chứ bên này thì nói thì nói vậy thôi, chứ cũng không có cái gì mà nó phi hoàn toàn hết cho mình. Chỉ có một số dùng, một số người, người ta thào phóng quá thì người ta không có cần thiết tới một số tiền lẻ đó. Chứ còn hầu như đối với mình thấy thì những người di dân như đồ thì họ y như là Việt Nam mình thôi, cũng tiện tặng rồi cũng y chang thôi, nên cũng 10 đồng có người bán 10 đồng 5 đồng cũng mình cũng mua, mình xách xe mình chạy tới mình lấy vậy đó. Đó là cái cuộc sống ở bên này nó vậy đó các bạn. Thank you.
Rồi stop recording. Rồi xong giờ dựng lên. Ồ dài cái gì, cao. Cao hơn mình luôn. Trời ơi, đồ đạc. Đồ đạc của ông anh hai. Rồi sau đây mày vừa giết chịt luôn rồi nè. Đồ chơi không? Đồ cát, đồ đất luôn nè. Đây các bạn thấy nó cao, cao hơn mình đó. Giờ mình móc. Mình móc cái đồ nó nhảy vô đây. Bốn cái chân nó đứng như thế này. Mình làm sao cho nó chắc chắn. Rồi bỏ em vô đó nhảy, em nhảy em nhúng 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 vậy đó. 55 đồng. Đồ cũ. Thank you.
đằng kia nó ngồi thòng lòng. Giờ 4 tuổi mà còn nhảy ở đây. Còn người ta 1 tuổi, 2 tuổi, giờ mình già 4 tuổi mà còn nhảy rồi tưng rồi tưng đi. Còn mình nhảy. Mình nhảy tập thể dục á. Chăm 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 nó cũng con á ha, baby chăm nó cũng con mà anh hai nhảy anh hai là baby kiếp trời, kiếp ông anh nhiều. Chăm 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 chăm.